quý vị, hôm nay là ngày thứ Tư, ngày 11 tháng 9 năm 2024, nhằm ngày 8 tháng 8 năm Giáp Thìn. Minh Đăng trân trọng gửi lời chào đến với tất cả quý vị đang đến với chương trình dự báo thời tiết. Khu vực mở đầu Lido Sài Gòn ngày thứ Tư rạng sáng ngày hôm nay trời có vài đám mây, nắng chói chang vào bữa trưa và khuya ngày hôm nay trời hầu như trong lành. Nhiệt độ có phần giảm nhẹ hơn so với những ngày vừa qua, thời tiết dễ chịu hơn, với nhiệt độ cao nhất vào 75 độ là ban ngày, nhiệt độ thấp nhất cho buổi tối ngày hôm nay vào khoảng 62 độ. Ánh mặt trời sẽ ló dạng vào lúc 6 giờ 33 phút, hoàng hôn vào lúc 7 giờ 02 phút chiều tối. Độ ẩm trung bình từ 66% vào ban ngày tăng lên đến 83% vào ban đêm. Sức gió đi qua khu vực này di chuyển với cường độ 10 dặm một giờ từ hướng nam vào ban ngày. Chiều tối ngày hôm nay sức gió yếu hơn 7 dặm một giờ di chuyển từ hướng nam đông nam. Và chỉ số tia cực tím đạt ở ngưỡng vào khoảng 9 trên 11. Bước sang ngày mai, ngày thứ Năm, trời có nắng và mây đang xen vào sáng ngày mai tại vùng Lido Sài Gòn. Tối ngày mai đôi lúc trời có mây. Nhiệt độ có phần tăng nhẹ hơn trong ngày mai với 77 độ là nhiệt độ cao nhất vào ban ngày, 63 độ là nhiệt độ thấp nhất vào ban đêm. Sức gió đi qua khu vực này trong ngày mai từ 7 tới 10 dặm một giờ di chuyển từ hướng nam vào ban ngày, nam đông nam vào ban đêm. Và bình minh ngày mai sẽ bắt đầu vào lúc 6 giờ 33 phút. Tiếp nối sẽ là thời tiết ở các khu vực khác trải dài trên khắp lãnh thổ Hoa Kỳ. Chúng tôi rất cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian đón xem và kính chúc cho quý vị vô lượng an lạc.